Hôm nay người yêu cũ của anh kết hôn rồi. Chính vì không biết trân trọng nên anh đã phản bội lại tình yêu của cô ấy. Trong một thoáng rung động với người mới, anh đã nói lời chia tay với cô ấy để có thể chính thức theo đuổi người ta. Thật là một gã tồi. Em đã nghĩ như thế phải không? Tôi cười gượng, đương nhiên là thế. Nhưng tôi không dám nói rằng tôi vừa mới nghĩ gã là một thằng khốn nạn. Em cứ mắng anh tùy thích, dù sao thì cũng đã nghe qua quá nhiều rồi. Cái thằng chẳng ra làm sao, có người yêu rõ tốt thế mà không biết giữ. Anh nghe suốt thôi. Nhưng có một điều anh dám chắc rằng, bên người mới cô ấy có vẻ rất hạnh phúc. Ít nhất là hạnh phúc hơn khi ở cùng anh. Anh là một thằng tồi, một kẻ đã có lỗi với cả hai người con gái, nên không xứng đáng có được tình yêu của ai cả.